8 lời không nên nói để tu cái miệng cho tốt. 1. Không nói những lời chán nản, thối chí. Chẳng ai thích nghe những lời chán nản làm người ta nhụt chí. Cuộc sống rất cần những lời cổ vũ động viên, cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ chính mình. Bản thân không tự phấn đấu, còn kêu ca linh tinh thì sẽ không những tự mình hại mình mà còn khiến người khác mệt mỏi. 2. Không nói những lời tức giận. Con người đang lúc tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ, có lúc làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương chính mình. Người ta khi bị xúc phạm thì cần nhất là giữ được tỉnh táo, không nên tùy tiện phát ngôn, vì lời nói lúc nóng giận thường rất khó nghe, vì vậy nhất định đừng nên nói. 3. Không nói những lời oán trách. Khi không hài lòng, người ta thường nói ra những lời bất mãn, oán giận người thân, oán giận bạn bè, thậm chí oán giận cả xã hội. Lời oán trách chỉ gây ra bất hòa thị phi không đáng có, cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải, bạn việc gì phải khổ như vậy. 4. Không nói những lời tổn thương. Người không biết bao dung tôn trọng người khác thì thường hay nói những lời gây tổn thương. Lời nói có thể chỉ là nhất thời, nhưng tổn thương ấy là vĩnh viễn. 5. Không nói những lời khoe khoang. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại. Vĩ đại ấy là phải để người khác nói, không thể tự mình nhận được đâu. Càng khoe nhiều thì càng chẳng ai tin. Bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả. 6. Không nói những lời dối trá. Nói dối tức là thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đúng mà nói là sai, sai mà nói là đúng. Những lời không thật, tin đồn, chuyện bé xé ra to, một nửa sự thật, đều là dối trá. 7. Không nói những lời bí mật. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ đến những hậu quả xấu có khả năng xảy ra, hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó thì sẽ không dám tùy tiện ăn nói lung tung. Phải biết rằng, mình hứa sẽ không nói cho ai hết là một lời hứa hết sức vớ vẩn. 8. Không nói những lời riêng tư. Mỗi người đều có những chuyện riêng tư, việc riêng của mình đương nhiên không muốn người khác biết, việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung. Làm người thì phải tôn trọng lẫn nhau, không được tiết lộ những việc riêng tư của người khác.